những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký bảo vệ biên giới phía Bắc, hồi ức chiến tranh Vị Xuyên. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên. Tập 3: Chiến dịch MB84. Để đánh chiếm, khôi phục lại một số điểm cao trên tuyến biên giới Vị Xuyên, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chủ trương tổ chức chiến dịch phản công mang mật danh MB84 nhằm phản công lấy lại các cao điểm 772, 233 Tây Sông Lô và 1030 Đông Sông Lô. Lực lượng sử dụng phản công lấy lại 3 cao điểm trên gồm Trung đoàn 876, Sư đoàn 356 có nhiệm vụ chiếm lại cao điểm 772. Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 có nhiệm vụ chiếm lại cao điểm 233. Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 có nhiệm vụ chiếm lại cao điểm 1030. Phương pháp tấn công lần này là thực hiện cách đánh truyền thống, pháo binh bắn chuẩn bị, bộ binh hoặc đặc công mở cửa mở. Sau khi pháo binh bắn chuẩn bị xong, cửa mở đã mở, bộ binh đồng loạt xung phong. Về phía địch, sau khi đánh chiếm được các trận địa phòng ngự của ta, từ ngày 28 tháng 4 năm 1984 đến ngày 15 tháng 5 năm 1984, chúng đã đưa lực lượng công binh và vật liệu lên phối hợp với lực lượng tại chỗ xây dựng các trận địa đã chiếm thành trận địa liên hoàn, kiên cố, vững chắc, bao gồm hệ thống chiến hào, hố bắn con nắp, hệ thống giao thông hào cơ động toàn trận địa. Một số trận địa quan trọng đã có từ 2 đến 3 hàng rào dây thép gai, kết hợp mìn, các phần tử bắn của pháo binh, súng cối cũng đã được chuẩn bị kỹ càng. Pháo binh chiến dịch thường xuyên cả ngày lẫn đêm bắn hàng vạn quả đạn pháo vào các trận địa phòng ngự của ta và các nơi nghi là điểm tập kết người, vật chất và những nơi ta có thể tiếp cận tấn công. Pháo binh của địch còn bắn chặn suốt dọc con đường số 2 đi từ thị xã Hà Giang lên Thanh Thủy, gây cho ta rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển vũ khí, đạn dược, vật chất khác lên tập kết tại hang Làng Pinh và các địa điểm tập kết ở phía trên. Trước đó, ngày 11 tháng 6 năm 1984, Sư đoàn 313 đã tổ chức tấn công cao điểm 233 nhưng không thành công. Quyết định giờ G của chiến dịch MB84 là 5 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 1984. Đúng giờ G, các loại pháo binh của các sư đoàn và mặt trận đồng loạt bắn. Thời gian bắn là 45 phút. Sau khi pháo binh bắn chuẩn bị xong, lực lượng mở cửa đã mở được cửa mở. Quân ta đồng loạt tấn công, đánh chiếm lại 3 cao điểm. Sư đoàn 356 sử dụng tiểu đoàn 3, trung đoàn 876 tăng cường tấn công lấy lại điểm cao 772. Lực lượng địch phòng ngự ở đây là một tiểu đoàn tăng cường và một trận địa cuối 100 ly. Sau hơn một giờ chiến đấu quyết liệt, ta đã chiếm được mỏm D3 và trận địa cuối 100 ly. Quân địch lúc này dựa vào các công sự chiến hào, giao thông hào đã chuẩn bị sẵn chống trả quyết liệt. Pháo cối của địch cũng bắn trùm lên đội hình xung phong và lực lượng tiếp sau của quân ta. Mặc dù một số cán bộ, chiến sĩ bị thương vong, nhưng quân ta vẫn tiếp tục tiến công vào các khu vực trận địa của địch. Trước nguy cơ bị mất trận địa, khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 7 năm 1984, địch điều lực lượng phía sau lên tăng cường, thực hành phản kích, đẩy ta ra khỏi điểm cao 772. Kết quả trận đánh, ta đã tiêu diệt được 115 tên địch, phá sập một nhà kho, phá hủy trận địa súng cối 100 ly. Về phía ta, hơn 100 đồng chí hy sinh, trong đó có một đồng chí tiểu đoàn trưởng, một tiểu đoàn phó, 3 cán bộ đại đội, 10 cán bộ trung đội, 2 trợ lý cơ quan. Theo tài liệu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, Sư đoàn 316 sử dụng tiểu đoàn 3, trung đoàn 174 được tăng cường một trung đội đặc công, một trung đội hóa học, một trung đội công binh, một khẩu đội DKZ 82 ly, 2 khẩu 12 ly 7 tấn công đánh chiếm điểm cao 233. Lực lượng địch phòng ngự ở đây có 2 đại đội bộ binh tăng cường. 5 giờ ngày 12 tháng 7
năm 1984. Sau khi được hỏa lực pháo binh, súng cối chi viện, bộ binh ta đồng loạt xung phong. Quân địch đã lợi dụng các công sự, trận địa đã chuẩn bị sẵn chống trả quyết liệt. Đồng thời pháo binh, súng cối của địch cũng bắn trực tiếp vào đội hình xung phong của ta. Mặc dù ta đã có một số thương vong, nhưng với quyết tâm chiến đấu cao và đưa lực lượng thay đổi 2 vào chiến đấu, ta đã chiếm được gần hết mỏm A của cao điểm 233. Pháo cối địch lúc này cũng bắn trùm lên đội hình tấn công của quân ta. Quân địch còn lại cũng dựa vào công sự đã chuẩn bị sẵn, chống trả quyết liệt. Đội hình tấn công của quân ta bị chặn lại. Lúc này địch đã kịp thời đưa thêm một đại đội tăng cường cho lực lượng phòng ngự, thực hành phản kích, đẩy quân ta ra khỏi trận địa đã chiếm. Do lực lượng của ta bị tổn thất nặng, khó có thể đánh chiếm được trận địa phòng ngự của địch, nên mặt trận cho lệnh dừng tấn công, rút bộ đội khỏi trận địa. Kết quả trận đánh, ta đã tiêu diệt và làm bị thương hơn 200 tên địch, đánh thiệt hại nặng 2 đại đội quân Trung Quốc. Về phía ta, hơn 150 đồng chí hy sinh. Sau trận chiến đấu này, đồng chí Hoàng Hữu Chuyên, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 174, sư đoàn 316, được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 29 tháng 8 năm 1985. Đây là một tấm gương điển hình về sự hy sinh dũng cảm của cán bộ chiến sĩ tại mặt trận Vị Xuyên, quyết tâm chiến đấu giữ vững mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Trên hướng Đông Sông Lô, Bộ Tư lệnh Mặt trận giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 được tăng cường lên chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên. Trong chiến dịch MB84, Sư đoàn 312 có nhiệm vụ đánh chiếm lại cao điểm 1030 Đông Sông Lô, phía Trung Quốc gọi là Đông Sơn, vào ngày 12 tháng 7 năm 1984 để phối hợp với Sư đoàn 356 đánh chiếm lại cao điểm 772 và Sư đoàn 316 đánh chiếm lại cao điểm 233 ở Tây Sông Lô. Lực lượng địch chiếm giữ ở cao điểm 1030 là một tiểu đoàn bộ binh. Sư đoàn 312 đã sử dụng trung đoàn 141 để tấn công đánh chiếm lại cao điểm 1030. Nhưng trận tấn công của trung đoàn 141 khi mới vào triển khai lực lượng đã bị lộ. Quân địch đã tập trung hỏa lực pháo binh, súng cối bắn ác liệt vào đội hình chiến đấu đang triển khai nên bị thương vong nặng, buộc trung đoàn 141 phải rút khỏi trận địa về phía sau củng cố. Như vậy, việc thực hiện chiến dịch MB84 ngày 12 tháng 7 năm 1984 của 3 sư đoàn 356, 316, 312 tấn công đánh chiếm lại các cao điểm 772, 233, 1030 đều không thành công. Quân ta thương vong nặng, có thể nói đây là ngày đẫm máu nhất, thương vong nhiều nhất trong cuộc chiến tranh chống lấn chiếm bảo vệ biên giới Vị Xuyên - Hà Tuyên từ năm 1984 đến năm 1989. Do đó, cán bộ chiến sĩ ta đã chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, gọi ngày 12 tháng 7 năm 1984 là ngày giỗ trận các liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên. Sau chiến dịch MB84 không thành công, thương vong lớn nên tư tưởng của một số cán bộ chiến sĩ có phần bi quan, thiếu tin tưởng vào cách đánh của mặt trận, cho rằng địch đánh đâu ta mất đó, ta phản kích lấy lại được nhưng không giữ được. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Tư lệnh Mặt trận Vị Xuyên cũng rút kinh nghiệm đánh giá lại chiến dịch MB84, thấy rằng ta nắm địch chưa chắc, có phần còn đánh giá thấp địch, cách đánh chưa phù hợp, công tác chuẩn bị chưa tốt, có phần nóng vội nên chiến dịch không thành công. Từ đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Tư lệnh Mặt trận Vị Xuyên chủ trương thay đổi hẳn cách đánh. Từ bộ pháo hiệp đồng, đặc công và công binh mở cửa, bộ binh đồng loạt xung phong theo cách đánh truyền thống sang cách đánh bám thắt lưng địch mà đánh, ta với địch xen kẽ. Khi có điều kiện tìm mục tiêu phù hợp, dùng lực lượng thích hợp đánh chiếm, đánh đâu chắc đó, đánh chắc giữ chắc. Tăng cường công tác bảo đảm các mặt, đặc biệt coi trọng bảo đảm vật chất để củng cố xây dựng trận địa ngay sau khi đã đánh chiếm mục tiêu.
Hệ thống hỏa lực cũng được tổ chức chặt chẽ, khoa học, chú trọng sử dụng hỏa lực đi cùng như cối 60 ly, cối 82 ly. Sau khi có chủ trương thay đổi cách đánh, chủ trương này đã đạt được hiệu quả. Cuối năm 1984, đầu năm 1985, ta đã tấn công lấy lại được một số điểm E5, cốt F, 4 hầm A6, cải thiện thế phòng ngự của ta ở các khu vực cao điểm 685, bình độ 400 đất, đá. Phần lớn trận địa của ta với địch xen kẽ cách nhau 200m, 300m. Có nơi như trận địa 4 hầm ta với địch chỉ cách nhau 20m, 30m. Nên hạn chế được hỏa lực pháo binh, súng cối của địch, thương vong của ta cũng giảm. Theo nhận định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam nói chung và cuộc chiến tranh lấn chiếm biên giới Vị Xuyên - Hà Tuyên nói riêng sẽ còn kéo dài nhiều năm. Đòi hỏi chúng ta, dù phải kéo dài bao nhiêu lâu, khó khăn đến mấy, ta cũng phải đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược này, giữ toàn vẹn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Do đó, cần phải có lực lượng tăng cường cho quân khu 2, đưa các sư đoàn thay nhau lên chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, vừa để quân khu 2 có lực lượng chiến đấu lâu dài, vừa để rèn luyện bộ đội tại chiến trường. Đối với cán bộ chỉ huy, cũng cần phải điều động những cán bộ có ý chí quyết tâm cao, có kinh nghiệm chiến đấu trong toàn quân lên tăng cường cho quân khu 2 chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên. Đối với tôi, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tôi đã trực tiếp chiến đấu, chỉ huy chiến đấu nhiều năm ở chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên, một trong những nơi chiến sự nóng bỏng nhất, ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Lúc này tôi đang công tác ở quân khu thủ đô với cương vị phó tham mưu trưởng quân khu. Đầu tháng 2 năm 1985, Bộ Quốc phòng cho người xuống hỏi ý kiến tôi là Bộ Tư lệnh Quân khu 2 muốn yêu cầu đồng chí lên chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên. Hơi bất ngờ vì suốt cả cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, tôi hoàn toàn chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Ở hậu phương, tất cả việc nuôi dạy con cái đều do một mình vợ tôi đảm nhiệm và sự giúp đỡ của ông bà ngoại. Tôi có 4 người con trai và 1 người con gái nuôi. 2 con trai lớn đang công tác trong quân đội, còn 3 con nhỏ đang học cấp 1, cấp 2 ở thị xã Thái Bình cùng với vợ tôi. Lúc đó vợ tôi đang là giáo viên dạy học ở Thái Bình. Nói về người con gái nuôi, vốn vợ chồng tôi có 4 con trai, không có con gái, nên vợ tôi vẫn ao ước có một đứa con gái để có người tâm sự lúc tuổi già. Năm 1976, Sư đoàn 325 do tôi làm tư lệnh được giao nhiệm vụ sang giúp đỡ nước bạn Lào. Sư đoàn được giao phụ trách một khu vực rộng lớn ở Nam Lào, gồm các tỉnh Savannakhet, Pak Se, Atoper, Champasak. Sở chỉ huy cơ bản của Sư đoàn 325 đóng ở thị trấn Seno, tỉnh Savannakhet. Nơi này vốn là một căn cứ quân sự của Pháp trước kia, có một sân bay nhỏ ở thị trấn Seno. Thời kỳ Pháp thuộc, người Pháp đã đưa một số Việt Kiều từ Việt Nam sang đây để phục vụ cho căn cứ Seno. Một gia đình Việt Kiều ở đây có 8 người con, người chồng đã mất, còn người vợ lại bị bệnh tiểu đường, đã biến chứng, chưa biết chết lúc nào. Gia đình này trước là công nhân làm cho Pháp, vốn rất nghèo. Các con lớn đều phải đi ở, lang thang kiếm ăn, ở nhà còn 2 con nhỏ mới 5 tuổi và 3 tuổi. Trước tình cảnh đó, cơ quan Sư đoàn 325 đã đưa 2 cháu này về nuôi. Khi biết mình khó qua khỏi, bà mẹ đã mời tôi đến nhà và nhờ tôi nuôi hộ một đứa con. Tôi nhận lời và nuôi đứa con gái nhỏ mới 5 tuổi. Sau này về nước, vợ chồng tôi đã cho cháu ăn học hết cấp 3 phổ thông. Rồi sau đó cháu vào công tác trong quân đội. Cháu đã xây dựng gia đình. Chồng cháu là đại tá phi công của quân đội ta. Năm 2017, cháu nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp. Trở lại câu chuyện khi tôi về công tác ở quân khu thủ đô, cứ nghĩ rằng đây là thời cơ để gia đình được sum họp, mình cũng có điều kiện giúp đỡ vợ nuôi dạy con cái. Nên đầu năm 1985, tôi đã chuyển vợ lên Hà Nội. Lúc này nhà ở chưa có, phải ở nhờ một gian nhà khách rộng 15m2 của quân khu thủ đô
ở phố Phạm Ngũ Lão, rồi chuẩn bị đưa các con lên Hà Nội học. Hộ khẩu Hà Nội cũng chưa có, nếu mình đi lên biên giới chiến đấu lúc này thì vợ con gặp rất nhiều khó khăn. Ở đây cũng xin nói thêm rằng, trong những năm còn bao cấp, việc nhập hộ khẩu vào Hà Nội vô cùng khó khăn và còn những quy định rất bất cập. Có nhà ở thì mới được nhập khẩu và có hộ khẩu thì mới được cấp nhà. Nhưng cuối cùng tôi xác định, mình là cán bộ cao cấp của quân đội, lại là một đảng viên có kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường. Giờ đây trước yêu cầu của đảng, của quân đội, nhất là đi làm nhiệm vụ chiến đấu chống quân xâm lược tại chiến trường biên giới, dù khó khăn đến mấy cũng phải khắc phục để nhận nhiệm vụ. Và tôi đã trả lời Bộ Quốc phòng là sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Bộ giao. Sau đó 15 ngày, tôi nhận được quyết định do Đại tướng Hoàng Văn Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký, tăng cường đồng chí Nguyễn Đức Huy, Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô lên chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên 1 năm. Cùng lên Vị Xuyên chiến đấu với tôi có 9 cán bộ cơ quan tham mưu của Quân khu Thủ đô. Đối với vợ tôi, sau khi biết tôi có quyết định điều lên chiến trường Vị Xuyên - Hà Tuyên nên rất băn khoăn. Sau bao nhiêu năm xa cách, khi tôi ở chiến trường miền Nam, bây giờ là lúc vợ chồng có điều kiện gần gũi để cùng nhau nuôi dạy con cái. Mọi việc gia đình chưa đâu vào đâu thì chồng lại ra mặt trận, lại cảnh một mình nuôi dạy con, lo kinh tế, đảm bảo sinh hoạt cho gia đình. Như trên đã nói, vợ chồng tôi có 5 người con, 4 trai, 1 gái, trong đó có 2 người con lớn đang trong quân đội, 3 con còn đang học cấp 1, cấp 2. Kinh tế lúc này rất khó khăn, nhất là sau khi thực hiện chính sách giá, lương, tiền năm 1985. Nhưng với bản lĩnh của một cô giáo, lại quen với cảnh vợ bộ đội một mình nuôi dạy con cái để chồng làm nhiệm vụ chiến đấu giải phóng đất nước, nên vợ tôi đã gạt đi tất cả khó khăn để động viên chồng yên tâm ra mặt trận bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Sau khi tôi đã lên đường, để khắc phục khó khăn về kinh tế, ngoài tiền lương của giáo viên cấp 2 về hưu, cộng với tiền lương của một đại tá thời bao cấp, không thể đủ chi phí cho bà con ăn học, nên vợ tôi phải tới các lò bánh mì, lấy bánh, giao cho các cửa hàng ăn uống, bán lấy hoa hồng. Sau gần 2 năm bươn trải, rất may mắn được vợ một người bạn công tác ở cơ quan tổ chức Thành ủy Hà Nội xin cho được một suất bán vé xổ số kiến thiết thủ đô. Mỗi ngày cũng thu nhập thêm vài 3.000 đồng, nên kinh tế cũng đỡ khó khăn hơn. Về nhà ở, sau khi tôi lên biên giới chiến đấu, Quân khu Thủ đô cũng cấp cho gia đình tôi một gian nhà cấp 4, diện tích hơn 40m2 ở khu tập thể 33B Phạm Ngũ Lão. Về hộ khẩu, đồng chí Phạm Tâm Long, Giám đốc Công an Hà Nội cũng quyết định cấp hộ khẩu đặc biệt cho gia đình tôi với quyết định nhập khẩu đặc biệt cho gia đình đồng chí Nguyễn Đức Huy, vì hiện nay đồng chí Nguyễn Đức Huy đang chiến đấu ở chiến trường Vị Xuyên, Hà Tuyên. Có một việc, sau khi lên nhận quyết định của Bộ Quốc phòng lên tăng cường chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên với thời hạn 1 năm, tôi suy nghĩ, đã là người chỉ huy chiến đấu ở mặt trận mà lại là cán bộ tăng cường thì làm việc rất khó khăn, ít hiệu quả. Do đó tôi đã đề nghị Bộ Quốc phòng cứ quyết định điều hẳn tôi lên quân khu 2, trực tiếp tham gia chỉ huy chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên. Nguyện vọng của tôi đã được đáp ứng. Chỉ sau 1 tuần, tôi được quyết định mới của Bộ Quốc phòng điều động đồng chí Nguyễn Đức Huy, Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô, lên làm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên. Từ đó tôi đã chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên suốt những năm chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên, Hà Tuyên. Đầu năm 1987, tôi được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, được phong quân hàm thiếu tướng. Năm 1993, phụ trách Tư lệnh Quân khu 2 thay anh Đặng Quân Thụy về làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1996, tôi được nghỉ hưu ở tuổi 66. Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 2 trực tiếp chỉ huy tác chiến mặt trận Vị Xuyên, đóng quân tại khu nhà cũ của cơ quan Tỉnh ủy Hà Tuyên ở thị xã Hà Giang,
vì cơ quan này đã chuyển về thị xã Tuyên Quang. Nơi đây cách suối Thanh Thủy gần 20 km. Từ suối Thanh Thủy lên biên giới Việt Trung từ 3 km đến 5 km. Đây là khu vực tác chiến ác liệt nhất của mặt trận Vị Xuyên, có các cao điểm 1509, 772, 266, 685, 233, Tây Sông Lô. Phía đông Sông Lô có các cao điểm 1250, 1030, 1148, Bắc Xì Cà Lá, xã Minh Tân. Những cao điểm này sau khi tấn công vào biên giới huyện Vị Xuyên từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 1984, quân Trung Quốc đã đánh chiếm được tất cả. Để kịp thời chỉ huy tác chiến trên Vị Xuyên, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức thêm sở chỉ huy phía trước đặt tại cao điểm 812, thôn Cốc Nghè. Địa điểm sở chỉ huy phía trước đặt ở đây rất thuận lợi, có thể quan sát trực tiếp được các hoạt động của địch và của ta khi xảy ra tác chiến cả Tây và Đông Sông Lô. Người chỉ huy mặt trận Vị Xuyên lúc này là đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu An, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2. Đồng chí Nguyễn Hữu An trước đây là Tư lệnh Quân đoàn 2, đơn vị đầu tiên đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975, bắt sống toàn bộ nội các Dương Văn Minh phải đầu hàng không điều kiện, cắm lá cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc Lập, kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc dài hơn 30 năm. Năm 1984, tướng Nguyễn Hữu An được điều lên làm Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2. Có thể nói anh Nguyễn Hữu An là một trong những vị tướng tài giỏi của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tài đức vẹn toàn. Từ khi Quân đoàn 2 được thành lập ngày 17 tháng 5 năm 1974, Sư đoàn 325 của tôi nằm trong đội hình của Quân đoàn 2 mà tôi làm Tư lệnh Sư đoàn 325, trực tiếp dưới quyền chỉ huy của anh Nguyễn Hữu An. Lâu ngày thầy trò mới lại được gặp nhau, lại được cùng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên nóng bỏng. Tôi rất mừng và phấn khởi. Sau một ngày nghỉ ngơi, tôi được anh Nguyễn Hữu An, lúc này đang là Tư lệnh mặt trận Vị Xuyên, trực tiếp giới thiệu tình hình chiến đấu một năm qua và tình hình mặt trận hiện nay. Có một chuyện sau này tôi mới biết, khi mặt trận cần tăng cường cán bộ các nơi lên chiến đấu ở Vị Xuyên, lúc đó anh Hoàng Đan, thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 2, do có biết tôi đang công tác ở quân khu thủ đô, anh Hoàng Đan đã đề xuất với anh Nguyễn Hữu An là thằng Huy, nó là lính chiến đấu, tại sao lại để nó ở quân khu thủ đô, đề nghị với bộ gọi nó lên trên này. Vì vậy anh Hoàng Văn Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã quyết định điều động tôi lên mặt trận Vị Xuyên cùng các anh chiến đấu. Xin nói thêm rằng anh Hoàng Đan trước cũng là thủ trưởng trực tiếp của tôi từ khi tôi còn là cán bộ tiểu đoàn cho đến khi làm cán bộ sư đoàn. Anh em đối với nhau rất thân thiết, quý mến nhau nên thường gọi nhau là anh tôi, thằng. Qua giới thiệu của anh Nguyễn Hữu An và sau này tìm hiểu thêm qua các cán bộ cơ quan tham mưu chính trị ở sở chỉ huy tiền phương quân khu 2, tôi được biết sau chiến dịch MB84 không thành công, thương vong nhiều, nên tư tưởng của nhiều cán bộ chiến sĩ bi quan cho rằng địch đánh đâu ta mất đó, ta đánh lại được nhưng không giữ được. Vì vậy cần có vài trận đánh có hiệu quả, đánh được rồi giữ được, để xốc lại ý chí quyết tâm chiến đấu của bộ đội trên toàn mặt trận. Tay sở chỉ huy tiền phương quân khu 2 trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Lúc này cơ quan tham mưu tiền phương quân khu có các đồng chí đã tham gia chỉ huy từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh biên giới nổ ra như Bùi Quang Thắng, Phó Tham mưu trưởng quân khu 2, đồng chí Thanh, chủ nhiệm pháo binh quân khu, đồng chí Toan, chủ nhiệm công binh quân khu, đồng chí Long, trưởng phòng quân báo mặt trận, đồng chí Bách, chủ nhiệm thông tin và các đồng chí là trợ lý như Hứa Thanh Giang, đồng chí Đoàn, đồng chí Hồng, trợ lý tác chiến, đồng chí Lợi, trợ lý quân báo. Nên các đồng chí đã nắm chắc tình hình diễn biến chiến đấu của mặt trận hơn một năm qua. Đây cũng là thuận lợi của tôi khi mới lên chiến trường và cùng làm việc sau này tại sở chỉ huy tiền phương quân khu 2. Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh mặt trận Nguyễn Hữu An,
là cần có một trận đánh có kết quả, là đánh được, giữ được để giải quyết tư tưởng bi quan của cán bộ, chiến sĩ toàn mặt trận. Chấp hành ý kiến của đồng chí tư lệnh mặt trận, sau khi nghiên cứu bản tổng kết chiến đấu một năm qua, nhất là tổng kết chiến dịch MB84, tôi và cơ quan tham mưu tiền phương quân khu 2 đã trực tiếp đi thị sát tại thực địa để nắm chắc tình hình bố trí của địch và ta hiện nay, để tìm ra điểm yếu, mạnh, những thành công và không thành công trong các trận đánh vừa qua. Chúng tôi thấy rằng ta nắm địch chưa chắc, hàm đánh lớn, chọn cách đánh chưa phù hợp. Sau khi chiếm được trận địa địch lại chưa bổ sung quân số, vũ khí, vật chất kịp thời, đặc biệt là vật chất để bộ đội làm công sự, sự hiệp đồng chiến đấu chưa được tổ chức chặt chẽ. Qua đi thực địa, phân tích thuận lợi và khó khăn, tôi và cơ quan tham mưu đề xuất chọn mục tiêu A6B, địch gọi là cao điểm 211, là mục tiêu tấn công đánh chiếm và phòng giữ, vì địch ở A6B có một trung đội tăng cường, mục tiêu vừa phải, chọn địa A6B xa các điểm phòng ngự khác của địch như cao điểm 400 đá khoảng 300m, điểm cao 233 từ 700 đến 800m, lại không có chiến hào nối liền vì khu vực này là núi đá. Khi ta đã đánh chiếm được, địch muốn chi viện cho A6B hoặc phản kích lấy lại đều phải vận động qua một đoạn đường xa, phơi trên mặt đất, dễ bị hỏa lực pháo binh, súng cối, nhất là cối 82 ly, 60 ly và súng bắn thẳng của ta ở các trận địa đồi đài, A4, con ép tiêu diệt. Đối với quân ta, mục tiêu A6B chỉ cách A6A, đồi đài, cốt ép, cây si từ 50m đến 100m. Ta có điều kiện bí mật giấu quân, chuẩn bị sẵn các cơ sở vật chất, vũ khí, lực lượng tăng viện để sẵn tại các trận địa lân cận. Sau khi đánh chiếm được mục tiêu, ta nhanh chóng đưa các lực lượng tăng viện, vật chất các loại đến bổ sung. Ở đây cũng xin nói thêm về cao điểm A6, gồm A6A và A6B một chút. Đồi A6 có một vị trí quan trọng trong thế trận tác chiến phòng ngự. Cao điểm này thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, nằm về phía tây sông Lô, phía bắc suối Thanh Thủy. Từ điểm cao A6, tiếp giáp phía bắc là đồi cây khô, đồi cây chuối, đồi đài, đồi cô ích. Phía nam là đồi cây si, hang gió, điểm cao 300 đá. Phía đông nam là đồi đá Pháp, phía tây là cao điểm 400-685. Cao điểm A6 cơ bản là núi đá vôi lẫn đất, nằm độc lập, dài khoảng 300m, rộng khoảng 150m, có hai mỏm. Mỏm phía đông nam gọi là A6A do ta chốt giữ, mỏm phía tây bắc gọi là A6B do địch chốt giữ. Cao điểm A6B dài khoảng 50m, rộng khoảng 40m, trên đỉnh có 5 hang nhỏ, phía tây bắc có một khe cạn sâu do địch chiếm giữ và lợi dụng các hang này vừa làm nơi ẩn nấp, vừa làm công sự chiến đấu. Quân ta nhiều lần trinh sát, phát hiện thấy các hang trên đã quy ước đánh số thứ tự từ hang số 4 đến hang số 8, tính xoáy trôn ốc bên phải từ dưới lên. Ta và địch phòng ngự trực tiếp, tiếp xúc rất gần, có chỗ cách nhau chừng 50m đến 70m. Cao điểm A6 có vị trí quan trọng về quân sự, cả ta và địch đều dễ dàng quan sát, khống chế được khu vực ngã ba Thanh Thủy, đồng thời bố trí thuận lợi các loại hỏa lực bắn thẳng, chi viện thuận lợi cho các cao điểm khác trong khu vực. Tuy nhiên, do địa hình phía đông trống trải, khi ta tiến công dễ bị địch quan sát, phát hiện và dùng hỏa lực gây thương vong lớn cho ta. Sau khi phân tích thuận lợi và khó khăn về đánh chiếm và giữ mục tiêu A6B, đồng chí Nguyễn Hữu An đã đồng ý và phê chuẩn phương án đánh chiếm và giữ A6B mà cơ quan tham mưu tiền phương quân khu 2 đề xuất. Để chuẩn bị cho trận đánh thắng lợi, tư lệnh mặt trận Nguyễn Hữu An đã giao cho tôi phó tham mưu trưởng quân khu 2 ở tiền phương chuẩn bị. Chọn lực lượng đánh chiếm và giữ A6B là đại đội 5, tiểu đoàn 5, trung đoàn 567, sư đoàn 322, quân khu 1 do trung đoàn trưởng Lục Sĩ Dầm chỉ huy
sang tăng cường cho mặt trận Vị Xuyên. Cơ quan tham mưu tiền phương quân khu 2 chọn một khu vực địa hình ở Làng Pinh có địa hình tương tự như A6B để huấn luyện. Thời gian huấn luyện 15 ngày, tập các động tác leo trèo núi đá, cách tiếp cận mục tiêu, đánh chiếm các hang hốc đá, tăng cường công sự, tổ chức chiến đấu, đánh địch phản kích, giữ trận địa. Đồng chí Nguyễn Hữu An cũng xuống kiểm tra việc huấn luyện và hướng dẫn thêm các động tác leo trèo và đánh vào hang hốc của địch. Kết thúc đợt huấn luyện, cả đại đội chỉ chọn 40 đồng chí có ý chí quyết tâm cao, động tác kỹ thuật thành thạo, làm lực lượng trực tiếp đánh chiếm. Số cán bộ chiến sĩ còn lại làm lực lượng dự bị. Sau khi đánh chiếm được mục tiêu thì nhanh chóng vào tăng cường giữ trận địa. Để đảm bảo đánh chắc thắng, các đồng chí là mũi trưởng, tổ trưởng trực tiếp đánh chiếm A6B đã 3 lần bí mật tiếp cận mục tiêu đã phân công. Các loại vật chất, vũ khí, đạn dược, bao cát, cây que, làm hầm đều được đưa lên giấu ở các trận địa của ta ở lân cận với A6B. Hệ thống hỏa lực chi viện cho việc đánh chiếm và giữ A6B cũng được hiệp đồng chặt chẽ. Có thể nói, mục tiêu đánh chiếm và giữ A6B chỉ là một trung đội, nhưng công tác chuẩn bị của ta rất kỹ, nên mọi người rất tin tưởng là ta nhất định đánh chiếm và giữ được A6B. Về cách đánh, lần này ta chủ trương đánh chiếm A6B bằng phương pháp bí mật. Khi pháo hỏa bắn chuẩn bị, các lực lượng đánh chiếm phải bí mật tiềm nhập sát mục tiêu được phân công. Pháo hỏa bắn chuẩn bị, ta cho bắn vào tất cả các trận địa phòng ngự của địch trên toàn mặt trận, làm cho địch không biết ta sẽ tấn công vào trận địa nào. Riêng mục tiêu A6B, ta chỉ bắn vào các trận địa địch ở lân cận như bình độ 400 đá, cao điểm 233, thung lũng cây khô, đồng thời chuẩn bị phần tử đánh chặn quân địch phản kích, chi viện cho bộ binh giữ mục tiêu đã chiếm. Cối 60 ly, 82 ly bắn cách A6B từ 100 đến 200 mét để đảm bảo cho lực lượng tiến công tiềm nhập mục tiêu được thuận lợi và an toàn. Hỏa lực để bảo đảm chi viện cho lực lượng giữ trận địa và chi viện cho đánh phản kích cũng được tổ chức chặt chẽ. Ngoài hỏa lực pháo binh đánh chặn địch từ xa, các loại hỏa lực bắn thẳng như 12 ly 7, đại liên, trung liên, DKZ cũng được phân công cụ thể cho từng loại hỏa khí. Cối 60 ly, 80 ly cũng được phân công bắn từng khu vực để tạo thành một lưới lửa dày đặc có hiệu quả sát thương địch từ xa tới gần để tiêu diệt địch, chi viện cho lực lượng chốt giữ đánh địch phản kích. Khi pháo hỏa bắn chuẩn bị thì các mũi của bộ binh phải bí mật tiếp cận mục tiêu được phân công. Thời gian pháo hỏa bắn chuẩn bị là 50 phút. Kết thúc pháo bắn chuẩn bị, các mũi phải lập tức nhảy vào mục tiêu, dùng bộc phá, lưu đạn, thủ pháo, súng bắn thẳng để tiêu diệt địch, đánh chiếm ngay trận địa phòng ngự của địch. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.